hôm nay quay sẵn giáp mai quay lên cho anh em mình xem chơi hết anh em. Cây này là cây bứng về, cây nó mạnh sẵn nằm trong chậu nên bứng giờ về đây rồi được khoảng 10 ngày bắt đầu ghép luôn nha anh em, nó kéo nhựa là ghép luôn. Đây, ghép hồi sớm giờ rồi nhưng mà quên quay phim cho anh em mình xem. Nên quay cái còn được một bo hai bo nè, nên sẽ quay cho anh em mình xem ha. Tại vì cây này nó tông chậu nó mạnh sẵn rồi mình về mình mới ghép luôn nha anh em. Còn anh em mà mua cây phôi ngoài rừng bứng vô á, thì nguyễn cây nó yếu rễ thì anh em mình bỏ cho nó lên tược rồi ghép chột cũng được. Còn những cây này thì nó mạnh sẵn nên sẽ ghép liền. Còn nụ phải tách đi. Lúc gài gần Tết là cận Tết này, anh em mình ghép bo nụ á là mình lựa cái bo cho nó mập khỏe ha, nụ đồ ok hết mạnh khỏe rồi anh em mình lại bỏ cái nụ đó anh em mình ghép vô. Với hồi mà cái chỗ ghép anh em tóc cái chỗ mà mổ này nè, anh em mổ cho nó rộng ra đại nha, để sau khi mà nó liền cốt á nó sẽ nở cái chỗ lớp da đó ra nó liền cốt nhanh hơn. Chứ còn anh em mà gọc nhỏ quá, anh em gọc vừa với cái bo là sau này khi nó liền á là nó sẽ lâu liền cốt lắm, nó không có mím ke qua được, nó không có liền cốt. Mình quấn sơ sơ cũng hai ba vòng thôi nha anh em, hai ba vòng vừa dụ giữ cho cái bo nó cứng là anh em mình tháo nó cắt được rồi chứ Cốt không cần quấn năm nhiều. vô vừa tay cho nó cứng thôi, không có mạnh anh dập Bóp mạnh là dập bo nha anh em, chứ quấn nhiều quá thì nó cũng bị dập bo. Anh em quấn khoảng 3 đến 4 vòng là ngon rồi. Bo nụ lúc gài bo nụ về không nha anh em. Cắt thì sẽ cắt 1 đến 2 2 nụ thôi nha anh em. Bo cho nó bằng này. Hai bên cho nó bằng, góc bên đây nó mỏng thôi. Thì tách mình chừa chừa cái vỏ tấu nha. Đây. Anh em nào mà chưa có ghép á thì thấy nó khó khăn, chứ mà anh em mình ghép được một lần hai lần thì nó rất là đơn giản nha anh em. Anh em nào có tập ghép thì ghép mấy cây nhỏ trước, sau khi mà thử nghiệm dính thành công thì anh em mình giết cây bự nha. Để cây bự mà anh em làm thử nghiệm là nhiều khi nó sơ sẩy nha anh em. Nhưng mà ghép này nếu mà anh em biết nó thì nó rất là dễ dễ dính. Những cây này thì vô chậu có một số cây sẽ ghép liền và một số cây cũng chờ nó lên tược mới ghép nha anh em. Nè, như cây này hồi hồi đầu thì mình chừa tược có lên cho nó sung mới ghép nha anh em. Tại vì cây này là bứng ngoài vườn vô nên nó không có được cái bộ đế. Bộ đế nó không có cứng bầu nên anh em mình phải chừa tược lên ghép. Đây chừa tược cho ba này nó mập lên mình sẽ ghép ha. Còn những cái cây này mình sẽ ghép liền. Khi mà ghép xong thì anh em cố gắng tùm bịch liền nha, để khi mà nắng với gió lọt vô thì cái bo của mình nó sẽ bị khô nha. Ghép tới đâu tùm bịch tới đó nha anh em. Rồi ghép về mình bỏ tông mát tầm khoảng 10 ngày là biết thành công hay không nha anh em. Khi mà anh em ghép xong thì anh em để ý nó, chứ đừng có đụng nó nha. Anh em mà cứ ra ngày nào cũng mò đụng nó thì bó tay nha. Cái bo đó mình nhìn nó không tầm khoảng qua 7 đến 10 ngày là cái bo của mình nó xanh là dính 100% rồi đó anh em. Nếu mà nó rớt dễ anh em dễ nhận biết lắm, anh em trùm bịch vô mà cái bịch nó bị lủng hay gì đó là tầm khoảng 1 đến 2 ngày là cái bo của mình nó sẽ bị héo ha. Còn mà nó qua được ngày đầu tiên 2 3 ngày là anh em nó xanh là sống, còn qua từ 7 đến 10 ngày là cái mạnh bo nó mạnh yếu nha anh em. Cái này thì cốt nó cũng đều nên ghép liền luôn, với cây nó cũng mạnh sẵn anh em.
ghép thì dạt mặt bo cho nó thẳng, tách cái cây của mình tách ra nó giòn, tách ra nó ra nguyên cái lớp da, nó không có sần sùi thì cơ hội nó dính sẽ cao hơn và cái cây của mình nó phát triển mạnh nha anh em. Với ghép xong rồi thì quan trọng tùm bịch cũng rất là quan trọng nha anh em, mua bịch mới, bịch không rách rồi nha, tùm cho nó kín lại, chứ mà anh em tùm mà nó lọt một lỗ bằng cây tăm là nó cũng bị héo bo bị rớt nha anh em. Anh em cố gắng ghép một lần trên cái cây là anh em ghép 1 đến 2 lần thôi nha. Lần đầu tiên mà lỡ sơ sẩy ghép 10 bo nó rớt một bo thì anh em có thể kéo thêm một bo. Chứ mà anh em mà lần đầu tiên anh em làm không kỹ, anh em ghép xong nó rớt rồi anh em ghép lại là cái cây của mình nó sẽ không có sung giống như lúc đầu đâu. Cố gắng ghép một lần đầu là phải ngon lành. Cây mình ra mình thử tóc vỏ nó thử, nếu mà nó tóc ngon lành thì anh em mình hãy ghép. Chứ nó còn sần sần mà anh em ép ghép á, ép nó ghép đại vô thì nó sẽ không có lên, cái cây của mình nó sẽ chậm phát triển. Nó chậm phát triển là anh em nuôi nó khó lắm, cũng giống như cái cây nó bị si á, mà anh em ghép ra như vậy á, anh em nuôi 3 tháng còn cái cây sung, anh em ghép anh em nuôi 1 tháng là nó bằng nuôi 3 tháng này. Quan trọng là cái hồi đầu cây phải sung nha anh em. Quấn dây rất là kỹ luôn nha anh em, quấn để đừng cho nó lọt gió vô. Nó mà lọt gió vô một cái là nó sẽ rớt liền. Với cái chỗ nào mà nó thiếu cốt cành đó anh em, cốt cành mà nó không có đó, anh em đóng vô cái thân mẹ nó luôn á, thân chính á, thì giống như đây thì anh em khi mà anh em cột dây, anh em cột phải rất là kỹ mới được nha, để nó lọt gió vô là cái bo của mình nó héo liền. Rồi thì clip này nó sẽ kết thúc nhỏ gọn như vậy thôi ha anh em. Thì tầm khoảng 10 đến 15 ngày khi mà cái cây này nó có kết quả, khi mà dính lên tược kết quả thì em sẽ quay lên cho anh em mình xem thêm một lần nữa. Và có gì anh em đăng ký kênh để ủng hộ em ha. Để khi mà em ra video mới có hướng dẫn cho anh em mình tham khảo cách trồng, cách chăm sóc rồi thì anh em mình vô xem liền để nó không có bỏ lỡ video nào ha anh em. Như ghép mai, chỉnh sửa, đôn cốt, tưới phân, làm thẹo rồi các kiểu luôn thì sẽ quay lên cho anh em mình tham khảo. Anh em thấy cách nào làm hợp lệ thì anh em mình có thể làm theo để đạt hiệu quả ha. Đây thì làm cây cũng tương đối là cũng khá nhiều. Nên anh em mình có thể đăng ký kênh để theo dõi nha anh em. Đây. Làm cây rất là sung mướt nên sẽ quay lên cho anh em mình tham khảo. Anh em thấy cách làm nào hiệu quả thì anh em mình có thể xem và làm theo ha. Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị em mình luôn.